Chào bạn, sau đây để con shop sẽ hướng dẫn bạn cách ghép một chiếc tủ nhựa ghép đa năng. Dụng cụ thì bao gồm búa gỗ, nam châm, chốt cố định và găng miếng ghép. Việc quan trọng nhất để ghép một chiếc tủ loại này thì các bạn phải hiểu được cái chốt cố định làm việc như thế nào. Đây là một chiếc chốt cố định. Và như các bạn thấy thì chiếc chốt này có 8 hướng và mỗi hướng đều có các khe để chúng ta có thể dài cho mình ghép vào. Và một điều lưu ý là khi chúng ta ghép tủ thì cái mặt tròn đặc này sẽ hướng ra phía bên ngoài của tủ. Các bạn lưu ý mặt tròn đặc sẽ hướng ra phía bên ngoài của tủ. Sau đây thì con shop sẽ ghép mẫu một ô tủ cỡ to để từ đó các bạn có thể hình dung và ghép theo mẫu hoặc là ghép theo sở thích hay tùy biến theo cái sự sáng tạo của mình. Một ô tủ cỡ to thì gồm có các miếng ghép to hình chữ nhật như thế này. Đó. Bên cạnh đó thì còn có miếng ghép vuông, miếng ghép vừa. Với những tủ cỡ vừa thì chỉ có các cái miếng ghép vuông như này thôi. Tủ cỡ lớn thì khi chúng ta ghép miếng ghép chữ nhật, miếng ghép chữ nhật thì các bạn sẽ phải nhớ một điều đó là vuông góc với cả cái tường. Đó, miếng ghép chữ nhật thì cái chiều dài của nó sẽ vuông góc với tường. Đây là chiều dài sẽ vuông góc vào tường. Đó, nhiều người ghép đứng như này thì không đúng, hay ghép ngang như này cũng không đúng, mà chúng ta sẽ phải ghép vuông với tường. Cái cạnh dài sẽ vuông góc với tường. Đó, và cái mặt tròn của chốt hướng ra phía ngoài tủ có nghĩa là chúng ta sẽ phải ghép như này. Đây là cạnh dài, đây là cạnh dài thì chốt sẽ phải ghép như thế này. Đây. Đó. Vậy là chúng ta đã xong được miếng đánh. Mặt tròn của chốt sẽ hướng ra phía bên ngoài tủ. Sau khi gài được hết chốt ở miếng ghép đáy rồi thì chúng ta sẽ ghép cái hậu của tủ. Đó, đây là một miếng ghép vuông thì chúng ta sẽ dùng làm hậu của tủ. Chúng ta sẽ ghép như này. Rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc gài vào các cái khe của chốt cố định, gỗ nó xuống là xong. Sau khi ghép hậu xong chúng ta sẽ ghép các miếng của hai bên hông. Hai bên hông chúng ta sẽ cũng phải dùng cái miếng ghép to. Là chiều dài vuông góc với tường. Các bạn để ý là sau khi chúng ta ghép bằng tay thì nó sẽ có những cái khe hở rất là lớn. Tuy nhiên điều này không đáng lo bởi vì chúng ta thì nó sẽ dùng búa để gõ cho nó các cái chốt nó fit với cả cái miếng ghép thì tủ nó sẽ chắc chắn và các cái khe hở nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Sau khi ghép được 4 miếng như thế này thì chúng ta sẽ dùng chốt cố định để chốt các cái đầu trên của các miếng ghép lại như thế này. Đó. Chúng ta gài vào và dùng tay gõ nhẹ xuống. Sau khi chốt xong hai cái chốt ở đằng sau hậu thì chúng ta sẽ dùng cái miếng ghép lớn để ghép vào phía trên.
đẩy nó vào được. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng chốt để chốt cái phía ngoài là cái mặt tròn này luôn hướng ra bên ngoài. Tiếp tục là cái chỗ này. Sau khi ghép xong bốn năm mặt này, chúng ta sẽ dùng búa để gõ cho các miếng ghép nó khít lại. Vậy là đã tương đối chắc. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ lắp cửa. Ở cửa thì các bạn thấy là có để sẵn hai cái đầu để chúng ta có thể gài vào chốt, và chúng ta sẽ gài ngang vào như thế này. Đấy. Và chốt thì luôn có khe sẵn ở cái hướng này rồi, thì chúng ta chỉ việc gài ngang là được. Đó, để cho nó chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ gài nam châm để giữ cái cửa. Miếng nam châm nó sẽ như thế này, và chúng ta sẽ gài vào bên phía đối diện của bản lề cửa. Đó. Đây. Cái mặt này chúng ta sẽ gài vào chốt cố định. Đó. Các bạn lưu ý là khi gài nam châm thì cái mặt nam châm phải quay ra phía bên ngoài để có thể cắm được cửa vào. Đấy, đây là nam châm. Gài trên dưới. Mỗi cửa sẽ có hai nam châm. Sau đó tiếp tục chỉnh cho nó im. Đó, như vậy là chúng ta đã vừa ghép xong một ô tủ cỡ lớn. Từ cách ghép như vậy thì bạn hoàn toàn có thể ghép được nên một chiếc tủ như mẫu bên đề cô shop gửi, hoặc là bạn có thể sáng tạo theo ý mình. Là tất nhiên trước khi bạn muốn mua tủ lắp ghép như thế nào đó thì có thể liên lạc với đề cô shop thì đề cô shop sẽ tư vấn cụ thể hơn. Chúc các bạn ghép được
một chữ tủ ưng ý.